Điều gì gây ra suy thoái kinh tế? Trong nhiều thiên niên kỷ, người dân Anh đã sử dụng đồ đồng để chế tạo ra công cụ làm việc, đồ trang sức và làm tiền tệ để buôn bán. Nhưng vào khoảng năm 800 trước công nguyên, điều đó đã bắt đầu thay đổi vì giá trị của đồng giảm dần, gây ra biến động xã hội và khủng hoảng kinh tế, điều mà ngày nay chúng ta thường gọi là suy thoái kinh tế. Vậy, nguyên nhân nào gây ra suy thoái kinh tế? Đây là một câu hỏi và cũng là một chủ đề được tranh luận sôi nổi giữa các nhà kinh tế nhằm tìm ra lý do hợp lý nhất. Suy thoái kinh tế có thể là sự suy giảm một chút trong hoạt động kinh tế ở một quốc gia đơn lẻ và bị kéo dài nhiều tháng liền. Trầm trọng hơn, có thể là sự suy thoái kéo dài nhiều năm với sự ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu. Trên thực tế, có vô số các yếu tố có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một nền kinh tế. Điều này khiến cho việc xác định nguyên nhân cụ thể làm cho nền kinh tế xấu đi trở nên rất khó khăn. Để dễ hình dung, chúng ta có thể bắt đầu từ một cái nhìn toàn cảnh về suy thoái. Suy thoái xảy ra khi có sự mất cân bằng tiêu cực giữa cung và cầu, nghĩa là có một sự mất cân đối giữa số lượng hàng hóa mà mọi người muốn mua và số lượng sản phẩm và dịch vụ mà nhà sản xuất có thể cung cấp được. Sự mất cân đối này có thể sẽ làm cho giá cả của hàng hóa và dịch vụ trở nên tiêu cực, có thể là quá thấp hoặc quá cao. Đây là một trong những nguyên nhân có thể khiến cho hoạt động kinh tế suy giảm. Mối quan hệ giữa cung và cầu của một nền kinh tế sẽ được phản ánh thông qua tỷ lệ lạm phát và lãi suất. Lạm phát xảy ra khi hàng hóa và dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn. Nói cách khác, giá trị của tiền giảm. Vì với cùng một số tiền, nhưng bạn sẽ mua được ít hàng hóa hơn trước. Tuy nhiên, lạm phát không nhất thiết là một điều xấu. Trên thực tế, tỷ lệ lạm phát thấp được cho là khuyến khích hoạt động kinh tế tăng trưởng. Nhưng lạm phát cao mà không đi kèm với nhu cầu tiêu dùng cao có thể gây ra vấn đề cho nền kinh tế và cuối cùng sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế. Trong khi đó, lãi suất phản ánh chi phí vốn của các cá nhân và công ty hoạt động kinh doanh. Lãi suất là tỷ lệ mà theo đó, tiền lãi được người vay trả cho việc sử dụng tiền mà họ vay từ một người cho vay. Thông thường, lãi suất được thể hiện như một tỷ lệ phần trăm của tiền gốc trong một khoảng thời gian một năm. Lãi suất thấp có nghĩa là các công ty có đủ khả năng để vay thêm tiền để họ có thể sử dụng và đầu tư vào nhiều dự án hơn. Trong khi đó, lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí cho người sản xuất và người tiêu dùng. Điều này sẽ làm chậm hoạt động kinh tế. Biến động về lạm phát và lãi suất có thể cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về sức khỏe của nền kinh tế. Nhưng điều gì đã gây ra những biến động này ngay từ đầu? Nguyên nhân dễ thấy nhất là những cú sốc từ thiên tai, chiến tranh và các yếu tố địa chính trị. Ví dụ, một trận động đất có thể phá hủy cơ sở hạ tầng cần thiết để sản xuất các mặt hàng quan trọng như dầu mỏ. Hậu quả sẽ làm cho dầu mỏ trở nên khan hiếm hơn. Và kết quả tất yếu sẽ khiến giá cả của dầu mỏ và tất cả những mặt hàng có liên quan tới dầu mỏ đều sẽ phải tăng giá theo. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu tiêu dùng trên diện rộng và có khả năng gây ra suy thoái. Nhưng một số cuộc suy thoái cũng có thể xảy ra ngay trong thời kỳ kinh tế thịnh vượng. Thậm chí, sự thịnh vượng quá mức cũng có thể gây ra suy thoái. Một số nhà kinh tế tin rằng hoạt động kinh doanh từ việc mở rộng thị trường đôi khi có thể đạt tới mức không bền vững. Ví dụ, các tập đoàn và người tiêu dùng có thể vay nhiều tiền hơn vì niềm tin rằng tăng trưởng kinh tế sẽ giúp họ xử lý gánh nặng nợ gia tăng. Nhưng nếu nền kinh tế không tăng trưởng nhanh như mong đợi thì họ có thể sẽ có nhiều nợ hơn mức họ có thể trả được. Để có thể trả hết nợ, họ sẽ phải chuyển hướng tiền từ các hoạt động khác. Hành động này sẽ làm giảm hoạt động kinh doanh. Tâm lý của con người cũng có thể góp phần vào một cuộc suy thoái. Sợ suy thoái kinh tế vì một lý do nào đó cũng có thể ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh tế nếu nó khiến mọi người rút lại đầu tư và giảm chi tiêu. Khi tiêu dùng giảm, các nhà sản xuất có thể phải cắt giảm chi phí vận hành để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Hành động này có thể vô tình dẫn tới một vòng luẩn quẩn, còn gọi là vòng xoáy đi xuống, vì khi tiền lương của nhân viên giảm, sẽ dẫn đến chi tiêu của những nhân viên đó cũng giảm theo, do đó sẽ làm cho nhu cầu tiêu dùng bị giảm sâu hơn nữa. Ngay cả các chính sách được thiết kế nhằm giúp ngăn chặn suy thoái
cũng có thể gây ra suy thoái nếu không được làm đúng. Tại thời điểm khó khăn, chính phủ và ngân hàng trung ương có thể in thêm tiền, tăng chi tiêu và hạ lãi suất ngân hàng trung ương. Khi đó, những tổ chức cho vay nhỏ hơn có thể lần lượt hạ lãi suất của họ xuống để cạnh tranh. Điều này sẽ giúp cho khoản nợ có giá rẻ hơn để tăng chi tiêu. Nhưng những chính sách này nếu bị lạm dụng thì có thể sẽ gây nên lạm phát quá mức. Điều đó có thể gây ra suy thoái nếu mọi người trở nên quá phụ thuộc vào nợ giá rẻ và kích thích của chính phủ. Để có thể hiểu được rõ hơn cách vận hành của nền kinh tế và ảnh hưởng từ các chính sách của chính phủ tới hoạt động kinh tế, các bạn có thể xem thêm phim Nền kinh tế hoạt động như thế nào của kênh này. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.